Tôi năm nay được 700 chậu vạn thọ với 700 chậu cúc mâm xôi Đài Loan. Dự định là mua thêm 300 mâm xôi nữa để cung cấp cho thương lái ra thị trường. Năm nay cũng phân thuốc cao nhưng mà bán cũng giống như mỗi năm cho bà con trưng Tết, 3 ngày Tết. Sâm ngăn năm nay thì đa số bà con mình thất nghiệp rất là nhiều vì không có việc làm, bà con cũng khổ lắm. Thì đó, thì cho nên là anh cũng để giá cả nó phải chăng mềm để cho bà con mình xài tứ phân, rồi xịt thuốc sâu, rồi thuốc dưỡng hoa để cho hoa nó được tươi lâu để phục vụ bà con mình cho nó đẹp, nó tốt. Cũng rất là mong đến ngày là galo, là mình galo là ngày 22 Tết. Thì bây giờ Thông cũng chúc trước hết là tất cả các nhà vườn đều thuận lợi, buôn bán nó được mùa, bà con mình thì ăn Tết vui vẻ,